Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 2022. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 300. Có một công đoạn nhắc chúng ta niệm Phật chuyên nhất quý vị. Niệm Phật hoàn toàn không có hình thức. Chỉ cần biết rằng hễ xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì được sinh sang cõi cực lạc. Do đó chí tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Thí dụ như mình coi những câu chuyện niệm Phật vãng sinh như Dương Đầu Ngốc rồi, bà cụ già mà nghèo khổ, nhiều câu chuyện niệm Phật vãng sinh người ta không biết gì. Đó gọi là chí tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Chí tâm là một câu Phật hiệu chân thật niệm. Mình dạy người ta niệm Phật, người ta chỉ niệm Phật thôi. Thí dụ như giờ cuộc đời người ta, thí dụ như giờ bị chồng bỏ rơ mà dẫn theo con cái, cực khổ thê thảm vô cùng để nuôi con. Tóm lại là quá khổ, không biết gì hết. Rồi tự nhiên người ta được tặng một chiếc máy nghe pháp V52. Xong người ta nghe một cái, người ta này chịu niệm Phật. Ta không biết gì hết, ta chỉ có niệm Phật thôi. Rồi ta nghĩ cái cõi ta bà này quá khổ đau, sống quá thê thảm. Người ta nghe thế giới cực lạc tốt đẹp gì rồi, bắt đầu người ta phát nguyện, người ta niệm Phật, người ta cầu sanh thế giới cực lạc. Rồi từ đó về sau cả đời người ta cứ niệm Phật. Đây gọi là chí tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Còn nhiều người thì nghe cái này nghe cái nọ rồi biết nhiều, rồi bắt đầu niệm Phật, bắt đầu nghe cách niệm Phật gì, cách niệm Phật kia, rồi dùng cách niệm Phật gì, dùng cách niệm Phật nọ để mau thu nhiếp tâm, rồi mau thanh tịnh tâm, đoạn trừ vọng tưởng, đoạn trừ những cái nghiệp duyên này nọ đồ. Càng biết nhiều thì nó càng lại tạp loạn. Nhưng mà những người niệm Phật vãng sinh mà người ta không biết gì thì là chí tâm. Chí tâm là một phương hướng, một chí hướng, một tiêu chuẩn xác, chỉ câu Phật hiệu. Tại vì bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là ai niệm danh hiệu Ngài thì Ngài cứu. Chỉ cần chân thật niệm danh hiệu Ngài, muốn sanh sang quốc độ của Ngài thì Ngài tiếp dẫn. Chỉ có vậy. Nhưng mà nhiều người chúng ta hiểu biết lại nghĩ không lẽ gì mà đơn giản, dẫn là tiếp tục không tin nữa. Đức Phật đã nêu như vậy mà mình dẫn là không tin, thì thấy không? Hoặc là cứ nghi rằng là mười mấy hai chục năm nay người đó niệm gì mà có được cái gì đâu, cũng là nghi nữa. Bây giờ lòng tin này là từ khi gặp tịnh độ mà niệm cho đến khi thọ mạng đến cuộc đời mình luôn. Cứ niệm có Phật hiệu thôi là thành công. Còn bạn thì sợ không biết cuối cùng có giảng sanh hay không thôi, để tu cái này kia thêm, lỡ không được cái này còn cái kia. Cuối cùng bạn không phải là toàn tâm tin, mà bạn tin mà bạn nghi. Mà nghi này nó phá cái công phu tu của bạn hết, chứ không diễn đâu. Bạn nghi rồi. Nguyên thứ 18 là chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu Ngài thì Ngài rước. Còn mình á thì không có chịu niệm một câu Phật hiệu tới cùng. Càng niệm thì càng á vô vị, không có hương vị. Nên mình không được giảng sanh là tại mình không chịu chí tâm. Rồi càng niệm càng thích. Quý vị chỉ càng niệm có Phật hiệu mà càng thích có Phật hiệu. Cứ tán thán có Phật hiệu hoài, tán thán bằng cách nào? Đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ chân thật tán thán danh hiệu A Di Đà Phật là cứ niệm danh hiệu đó. Cứ niệm danh hiệu A Di Đà Phật là tức khắc có kết quả. Cũng như chính bản thân những đức gặp pháp môn Tịnh Độ mười mấy năm là niệm Phật mười mấy năm. Càng niệm thì những đức càng không muốn tìm hiểu biết cái gì chứ. Sợ mình hiểu biết đây rồi bản thân của mình lại không chịu niệm Phật. Nên biết có Phật hiểu quá đặc biệt nên không muốn hiểu gì để chuyên niệm Phật. Nên người mà mới biết niệm Phật thì những đức niệm Phật mười mấy năm nay cũng như người mới biết niệm Phật. Những đức niệm Phật thêm 50 năm nữa thì cũng như cái người mới biết niệm Phật. Những đức mong muốn mình là người mới biết niệm Phật. Quý vị nhớ chư tổ sư nói nghe, giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành Phật. Nếu như quý vị niệm Phật 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm mà quý vị cũng như người mới biết niệm Phật, là chỉ biết niệm Phật không muốn biết gì thêm, thì quý vị chắc chắn giảng sanh. Còn nếu như quý vị niệm Phật 20-30 năm, quý vị nói quý vị biết cái này biết kia biết cái nọ, thì quý vị coi chừng không giảng sanh. Tại vì thế giới cực lạc không phải là cái thế giới mà mình nghĩ, mà mình nghĩ được, mà bàn được đâu. Mà thế giới cực lạc là thế giới không thể nghĩ bàn. Chỉ có Phật cùng Phật mới giao cảm được. Nên phàm phu chúng ta chỉ cần niệm Phật là được rồi. Những điều này quá đặc biệt. Thí dụ giờ người này bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, được người ta tặng cái chiếc máy nghe pháp gì cầm nghe rồi cứ niệm Phật đi. Lòng tin trong sạch là không cần nghi gì, cứ niệm Phật. Dù tôi mới biết Phật pháp, tôi mới biết niệm Phật, lúc trước người ta giới thiệu tôi không bao giờ nghe, nhưng bây giờ tôi bệnh đau đến mức cùng cực, tôi quay đầu niệm Phật, Phật có cứu không? Bạn chỉ cần chân thật niệm Phật, dù được một tiếng rồi bạn chết, mà một tiếng niệm của bạn đó là một tiếng niệm con muốn sanh cực lạc. Vừa niệm xong một tiếng là Phật rước bạn về cực lạc liền, nếu như thọ mạng bạn đến. Còn nếu như thọ mạng bạn chưa đến, nhờ công đức niệm Phật mà tiêu nghiệp hết bệnh, rồi bạn cũng tiếp tục nên niệm Phật. Chừng nào thọ mạng đến, Phật ấy là đến rước bạn về thế giới Tây Phương cực lạc. Đó gọi là tâm trí chí thành niệm Phật. Chí thành niệm Phật. Một câu còn hơn là bạn tạo được bao nhiêu của cải vật chất. Cái tâm trí thành này mà nếu như quý vị giảng thiết ra thì tự nhiên thấy rằng nó quá cao siêu. Nhưng mà cái tâm trí thành này dành cho một con người không biết gì mà niệm Phật thì là đúng rồi. Không biết cái gì chứ, thì niệm câu Phật hiệu thì không cần nghi, không cần biết cái gì chứ. Thì câu Phật hiệu đây là thật sự là trí thành, là trí thành niệm Phật. Nên càng tu lâu chừng nào thì càng đơn giản bình dị. Ai hỏi mình về niệm Phật này kia, mình nói thì chỉ niệm Phật thôi. Giống như bây giờ mình hát một bài hát mà thành quen, làm việc gì thì cái miệng cũng hát bài hát đó. Bây giờ mình là người niệm Phật là thành quen, làm việc gì thì cái miệng cũng A Di Đà Phật. Mà cách mà để duyên vào A Di Đà Phật tuyệt vời nhất là đeo máy niệm Phật. Đeo máy niệm Phật là một phương pháp cực kỳ đặc biệt để duyên với A Di Đà Phật, rất hay. Nhớ, hành giả niệm Phật đi đâu cũng nên đeo máy niệm Phật, lợi mình lợi người. Đi một vòng ngoài chợ, độ bao nhiêu chúng sanh được nghe danh hiệu Phật. Đeo máy niệm Phật, gặp tai nạn hay gặp bất cứ việc gì cũng được sự hỗ trợ cực kỳ lớn để chúng ta niệm danh hiệu Phật. Chúng ta niệm danh hiệu Phật mà dịu tâm mà niệm thì kiếp nạn nặng chuyển thành nhẹ, kiếp nạn nhẹ thì biến mất luôn. Chỉ cần chân thật niệm danh hiệu Phật, dù là gặp kiếp nạn gì, sự trở ngại gì, thì chúng ta vẫn không có tâm sợ gì,
Vì chúng ta nghĩ rằng mục tiêu của mình niệm Phật là để cầu sanh cực lạc. Nên tổ sư nói người niệm Phật không sợ chết. Mình vừa chết ở cõi ta bà này là mình được Phật A Di Đà rước về cực lạc. Mà mình mỗi ngày thì cầu sanh cực lạc, mà bây giờ Phật rước mình về cực lạc mà mình sợ chết gì? Người niệm Phật mà sợ chết thì người này không phải là tín nguyện niệm Phật. Nhớ nghe quý vị. Người niệm Phật mà sợ chết, người này không phải tín nguyện niệm Phật. Nên chúng ta phải gây dựng tín nguyện niệm Phật. Có một cô kia có hỏi như Đức một câu hỏi rằng: Con ăn chay đã khoảng 9 tháng rồi. Mà con còn ăn hành tỏi. Vậy thì có trở ngại gì cái việc công phu niệm Phật hay không? Không có trở ngại gì công phu niệm Phật hết. Thí dụ như giờ người ta mới ăn chay thì phương tiện phi miếng tỏi gì cho thơm thơm cho nó dễ ăn thì cũng được. Không có gì. Bây giờ người ta ăn miếng hành, miếng tỏi, miếng hạ, miếng kiệu. Người ta ăn thực vật đó mà ta tránh cái chuyện ăn động vật thì quý vị để đến bằng cân nặng nhẹ thôi coi. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Họ ăn loài thực vật, họ tránh cái việc ăn động vật. Vậy thì tạo điều kiện cho họ ăn đi, mới ăn chay. Còn nếu như quý vị đã ăn chay quen thâm niên rồi thì ngũ tăng đừng nên ăn. Còn nếu như trong gia đình những người mới biết ăn chay, người ta còn thích ăn cái đó để người ta dễ ăn uống, thì mình nên tạo điều kiện cho người ta ăn. Hiểu không? Chứ nó không có trở ngại gì cái chuyện công phu niệm Phật hết. Công phu niệm Phật cầu sanh cực lạc là do tín nguyện niệm Phật mà Phật rước về cực lạc, chứ không dính dáng chỗ đó. Nhưng nếu mình đã ăn chay lâu, mình ăn được rồi thì thôi mình đừng có ăn đó nữa. Vì ăn những thứ ngũ tăng ở khi cơ thể nó cũng có sự khó chịu về bản thân về cơ thể. Thí dụ như bây giờ một người tu còn trẻ ăn những loại đó thì cơ thể của người mình có khi nó cũng có sự thay đổi về tâm sinh lý. Và ăn những loại đó nó làm cho mồ hôi mình cũng càng ngày càng rất là hôi. Quý vị nghe bây giờ mùi tỏi đâu này kia, nếu như mình ăn chay đã lâu năm mà mình không ăn những thứ đó thì mà nghe mùi đó là chịu kinh khủng lắm, chịu không nổi. Thì mồ hôi mình nó đã hôi rồi, nhưng mà mình ăn những cái loại ngũ tăng đó thì làm mồ hôi mình càng hôi thêm. Mà những loại đó khi mình ăn thì cảnh giới quỷ thần rất là không vừa lòng. Còn cái việc niệm Phật tu hành thì cái đó là gây dựng tín nguyện niệm Phật của mình. Nhưng mình ăn những loại đó mà để trở ngại cái việc mà cảnh giới quỷ thần mà không ưa mình, không thích mình thì có khi cũng phiền phức. Còn cái việc tu thì bình thường thôi. Còn nếu như cái người người ta mới biết ăn chay mà người ta cần ăn cái đó để người ta ăn chay thì quý vị nên tạo điều kiện cho người ta ăn để người ta ăn chay. Còn nếu như quý vị đã ăn quen rồi thì thôi đừng có ăn là tốt nhất. Nhớ. Nên mỗi người chúng ta khi ăn chay rồi thì thí dụ như trứng đồ mình cũng đừng ăn. Dù nói đây là trứng mà gọi là không có chốc, nhưng đã mình đã phát tâm ăn chay rồi thì thôi mình ăn làm gì nữa. Mình ăn trứng làm gì nữa bây giờ.
Nên đã ăn chay rồi thì thôi mình cứ ăn chay đi. Đồ chay bây giờ cũng phong phú lắm quý vị. Mình mà chỉ biết làm thì ăn ngon lắm. Đồ chay rất là ngon. Thì thôi trứng đồ thôi mình đừng ăn. Ví dụ như như bánh mì đồ này kia, người ta quét một chút đó là cái chuyện của người ta thôi. Mình đã ăn là thôi khỏi cần suy nghĩ tới. Còn như mình lấy nguyên cái trứng mình chiên mình ăn thì thôi, đã ăn chay rồi thôi đừng ăn. Thí dụ như cái người người ta mới ăn chay luôn, người ta muốn ăn cái trứng. Thí dụ như bây giờ cái trứng người ta ăn miếng nhưng mà người ta không ăn thịt chúng sanh nữa, thì giờ ta mới ăn thôi kệ cho ta ăn cái. Đó cũng là phương tiện. Cân bằng nặng nhẹ phải nhận thức được, hiểu không? Còn riêng bản thân mình đã ăn được rồi, thôi mình ăn, ăn chay rồi ăn trứng chi? Ăn chay rồi ăn trứng làm gì, hiểu không? Đó. Nên đã ăn chay rồi thì một số việc, thí dụ như giờ mật ong đồ này kia, thí dụ như người ta bán thuốc hay là người ta đồ ăn đồ uống gì mà người ta có để miếng mật ong vô cái chuyện đó của người ta. Thí dụ như mình sử dụng cái thuốc cái gì đó thì mình không cần suy nghĩ tới, hiểu không? Nhưng nói để mình mua mật ong để mà mình uống này kia đâu, thôi mình đã ăn chay rồi, khỏi dùng luôn. Tại vì sao? Vì coi con ong nó đi hút từng miếng mật ngọt về, nó kết hợp lại được một tổ ong nhỏ nhỏ. Mà người ta đến, người ta dùng lửa khói, người ta thổi nó bay đi, người ta lấy mật đó, người ta đem về để người ta sử dụng. Bao nhiêu con ong nó đi tìm từng chút đem về, mà mình lấy của nó mình sử dụng. Quý vị phải, những người mà lấy mật ong là mang tội ăn cắp không quý vị? Nó ăn cắp bao nhiêu của cải của con ong này, hiểu chưa? Mà mình dùng mật ong này thì mình đang tạo điều kiện cho người ta đi đi lấy mật ong. Mà khi người ta lấy mật ong vậy đó, người ta dùng lửa, dùng khói thì có nhiều ong nó bị té chết. Nhiều ong nó bị té chết. Và khi người ta dắt mật ong thì có những con ong non nó chuẩn bị tượng hình thì người ta cũng dắt chung luôn. Nên mình đã ăn chay trường rồi thì những thứ đó mình cũng cần thiết. Như chùa mình có dùng mật ong gì đâu, mà người nào ăn chay cũng mập đó, do tâm trạng vui vẻ hoan hỷ. Nên những thứ mà nó có dính đồ mặn vô cái này kia đồ, mình đã ăn chay rồi thì mình cứ ăn chay bình thường, chứ đừng có dính vô cái chuyện đó để ăn chi. Đây là những điều những đức chia sẻ cho quý vị. Mình thật sự đã phát tâm ăn chay thì cái tâm trạng mà cho nó thoải mái nhất thôi. Giờ còn sợ thiếu chất dinh dưỡng này kia, rồi ăn trứng ăn này kia. Quý vị phải nhớ rằng đồ chay mà biết làm thì quý vị ăn rất là ngon. Vừa trưởng dưỡng được lòng từ. Nói mà trưởng dưỡng lòng từ thôi, tích tụ năng lượng biết bao nhiêu nói. Mình vừa dừng cái chuyện ăn mặn thì quý vị biết đây là thật sự sám hối đối với cái việc đó từng sát sanh hại vật trong đời này nhiều đời nhiều kiếp. Mà khi con người vừa dừng việc sát sanh hại vật thì tính tình con người này tức khắc nó dịu lại liền. Nên người ăn chay á đỡ bao nhiêu cái việc nóng tính. Mà gia đình mình mà ăn chay thì gia đạo mình tự nhiên từ từ bình yên, không còn sát sanh hại vật trong nhà nữa. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Còn Tại Thế ngài nói rằng, nếu như có những người trong gia đình vẫn còn ăn thịt thì cũng đừng nên ăn những con vật sống mà giết trong nhà. Đi mua thịt mà làm sẵn bên ngoài, đừng nên giết con vật trong nhà mình. Vì giết con vật trong nhà mình thì quán quỷ hội tụ rất phiền phức. Nên quý vị coi trong chùa đông người như vậy mà tại sao sống ở ngày vui và bình yên, không có sát sanh. Bây giờ khi quý vị tu hành rồi, quý vị đi đến một cái nơi mà sát sanh thôi,
thì quý vị cũng cảm giác như nó nặng nề. Còn quý vị đi đến cái lò đầu hũ đi, vì thấy nó cũng nhẹ nhàng, đúng không? Cái lò đầu hũ và cái lò sắc xanh thì quý vị coi đến hai trạng thái nó hoàn toàn khác. Vì cái lò sắc xanh là sát khí nó nặng, còn cái lò đầu hũ thì không có sát khí. Nói mà như vậy thôi thì mình biết cái việc ăn chay, nhà mình ăn chay thì gia đạo mình tự nhiên hài hòa và bình yên vô sự. Nên Ấn Tổ ngày nói một câu rằng: muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay, vừa ăn chay vừa tâm tính nhẹ nhàng thoải mái, càng nghe pháp chừng nào thì càng không buồn giận người khác để trong tâm. Quý vị thiệt tình mà nói quá hạnh phúc. Tu học là nhắm ngay mục tiêu, đừng buồn giận người khác để trong tâm, đừng bao sợ người, bao giờ sợ người ta ác ý với mình. Quý vị phải nhớ, người ta mà ác ý với mình thì giống như cái câu mà sắc ăn xét, xét ăn sắc. Bây giờ tại sao bao nhiêu người người ta không ác ý mà người ta lại ác ý ngay mình? Người ta ác ý ngay mình là vì mình đã từng ác ý với họ. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nên thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Không trả nợ cõi đời này thì trả nợ trong tam đồ ác đạo. Nên tất cả những người tu hành của chúng ta đừng bao giờ sợ người ta ác ý với mình. Người ta ác ý với mình thì giống như là người ta tự ác với người ta. Ác ý với mình thì là tác động ngoại cảnh, mà tâm ác ý của người ta thì là đang hướng về nội cảnh của người ta. Hướng đến nội cảnh mới ghê. Còn ngoại cảnh, nếu như quý vị đã thông hiểu, hiểu được cái chuyện tu hành, hiểu định lực nhân quả thì không có gì tác hại hết. Nguyên lý này phải hiểu. Nên đừng bao giờ sợ người ta ác ý với mình. Thà mình vui trả nợ ở cái cuộc đời này để mình sanh cực lạc, còn hơn là mình đi vào tam đồ ác đạo để trả nợ. Nên người nghe đạo, người tu hành mà nghi kỵ, lo sợ việc này lo sợ việc nọ thì thật sự không phải là người tu cầu giải thoát. Người tu cầu giải thoát là để cho tâm trạng mình được thoải mái, được an lạc, được tự tại. Là đúng rồi đó quý vị. Giữ tâm trạng được thoải mái. Như hồi sáng những đứa ngồi nói chuyện với mấy cô, họ nêu cái sống chung, việc này việc kia việc nọ, thì những đứa nói với họ rằng: bây giờ thí dụ như người này người ta nói mình như vậy, cái tác hại là chỉ có bản thân mình. Bây giờ mình nói rằng mình không có, mà họ quyết định là mình như vậy là tác hại chỉ có cá nhân. Có một cô này dùng một chai xà bông, ai lộn đổ nước xả vào chai xà bông, cô này khư khư đổ thừa, cô này ghét cổ nên đổ nước xả vào xà bông, cô xài không được. Cô kia nói: tôi không có. Cô này quyết định nói: cậu có. Và đến nói những đức sự việc như vậy, những đức nói họ quyết định nói mình có, thì mình chỉ cần nói câu: em không phải rồi, em xin lỗi chị, em chính em đổ gì đó chị, em xin lỗi chị, mọi việc là lỗi của em. Chỉ cần một câu vậy là xong. Còn nếu không thì người này khư khư là người này thì nói rằng: tôi không có. Hai bên nó giống như là nó đẩy qua đẩy lại nhau. Thì đây gọi là tăng trưởng nghiệp chướng. Còn họ đã quyết định khư khư là mình, mà mình chấp nhận cái việc đó là có, nó không có tác hại gì bao nhiêu. Nó không tác hại ai chứ, nó chỉ là giống như mình chịu quan vậy thôi. Mà mình: tôi vậy thôi, xin lỗi, từ hôm nay tôi không dám gì nữa. Có lỗi thì xin lỗi, hứa từ hôm nay đừng làm gì nữa. Mà thật sự mình có làm gì, mình chỉ cần mình chấp nhận cái rồi xong, món nợ này trả xong, món nợ này trả xong. Còn thí dụ như giờ người ta đổ thừa một cái việc gì mà nó tác hại quá nhiều người, nó làm ảnh hưởng quá nhiều người, thì cái việc này không nên. Tại vì tác hại nhiều người, quý vị, tác hại nhiều người, mình không có hứa càng hứa đại được.
Từ cái việc đó mình phạm phải, còn việc này mình không phạm phải là tuyệt đối không có chấp nhận được. Tại vì cái chuyện này nó dính dáng nhiều người quá. Và có những việc mà mình cũng phạm phải, nhưng mà cái tác hại của mình thì nó làm ảnh hưởng quá nhiều người. Ảnh hưởng quá nhiều người. Mình vì nhiều người, mình tuyệt đối không có nhận được sự việc. Tự mình điều chỉnh để sửa những điều sai quấy. Đó cũng là một cái tâm niệm niệm về người. Còn nếu như cá nhân bản thân mình chịu những sự việc oan ức, mình đều có thể chịu đựng được hết hoàn toàn. Nhưng ý Nhân Đức nói là cái việc mà dính vào cái chuyện lợi ích cho người ta, tác hại đến rất nhiều người, làm hại nhiều người, thì cái việc này mình không thể nào chấp nhận được. Hiểu chưa? Từ khi nghiệp quả nó phải như vậy thì phải chịu hết. Còn nếu như còn có thể điều chỉnh được thì cứ điều chỉnh. Còn vì cá nhân mình đừng có nói hai chữ oan ức. Nếu thật sự là người tu cầu giải thoát thì đừng nói hai chữ oan ức. Nhớ nghe. Thật sự cầu giải thoát thì đừng nói hai chữ oan ức. Nên người tu đạo thật sự cầu giải thoát, cầu sanh cực lạc, thì đừng bao giờ nói hai chữ oan ức. Nhớ cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Bạn đã từng gieo nhân này thì bạn chịu quả báo này. Chứ nếu như bạn không có gieo nhân này, làm sao bạn chịu cái quả này? Nên người đã nghe pháp, chịu niệm Phật, chịu tu, mà nói là tôi quan gì quan kia, quan như thế nọ, áp bức tôi gì áp bức tôi nọ, rồi tức tối rồi khóc dãy dùng lên. Người này thật sự không phải người cầu sanh cực lạc. Người này là người đang mê hoặc điên đảo. Hiểu chưa? Đang mê hoặc điên đảo, họ mới có cái hành động gì. Ví dụ như quý vị mới vô chùa, quý vị nghe gì thôi, quý vị cũng dễ hiểu nữa. Bây giờ tự nhiên mình đi lấy chồng, gặp người chồng nó chửi mắng đánh đập mình, trong khi mình quá thương yêu chồng, thương yêu lo lắng cái gia đình, mà mình lại bị áp bức như vậy. Mình tức tối, mình tức tưởi, mình khóc lóc. Quý vị nghe đạo rồi nhận thức về nhân quả thông ba đời đi. Mình đã từng đối xử với chồng như vậy, bây giờ người ta đối xử ngược lại với mình như vậy. Nếu như bây giờ mình nghe đạo rồi mà chỗ này mình không chịu buông xuống, thì quý vị là người thật sự không muốn trả nợ. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ, người ta đối xử với mình như vậy để giúp mình về cực lạc, thì cái chuyện này có oan ức không? Không, không có oan ức. Người ta làm như vậy để giúp cho mình tăng cảnh giới tu. Chỉ cần mình chịu được cái oan ức mà không tức tưởi, mà cảm thấy vui khi trả món nợ, thì cảnh giới tu bị vượt trội lên liền. Nên cái câu Nhân Đức thường đọc: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, sống yên vui danh lợi mọi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, quý vị nhớ câu này. Đối với con người mình đều thương, nhiệt tình đối với gia đình, đối với đoàn thể mình đều thương, nhưng mà mình vắng vương ai? Ai với đạo Phật? Như hồi sáng Nhân Đức chia sẻ câu Phật niệm đến cùng, Nhân Đức có nói cái câu chuyện mà đứa con bị tai nạn té nước, mà người mẹ chụp tay con, và lúc đó người mẹ cũng bị thương và người mẹ chết đi. Vậy mà người mẹ vẫn nắm tay con như vậy, và cái thuyền nó cứ trôi từ từ vô trong bờ, trong khi người mẹ chết mà vẫn vịn tay con. Quý vị thấy cái tình chấp chỗ đó nó cứng ngắc chỗ đó. Mà đây là tình chấp lục đạo luân hồi. Nếu như mình chân thật chấp trì ai với đạo Phật thì chắc chắn quý vị giải thoát. Nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả là 100%. Nếu như chấp vào danh hiệu ai với đạo Phật cứng như người mẹ chấp vào con mà chết rồi vẫn nắm tay con, thì quý vị một vạn người niệm Phật là vạn người giảng sanh. Nên những người niệm Phật giảng sanh không biết gì thì giảng sanh vô cùng thù thắng. Còn nhiều người biết này biết kia biết cái nọ, có khi không giảng sanh là vì chính họ nghi bổ nguyện và tự họ thay đổi phương pháp tu hoài. Đó là nghi. Nghi thì không được giảng sanh. Tổ sư nói rằng nếu như tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì vạn người tu vạn người giảng sanh. Còn bạn thì là nghi tịnh độ thì bạn không được giảng sanh. Phải nhớ lòng tin này phải gây dựng cho cực kỳ mạnh. Nhân Đức hơn mười mấy năm niệm Phật rồi đó,
tiếp tục gầy dựng cả đời mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử. Nghe những công đoạn như vậy, chúng ta gầy dựng thêm tín tâm niệm Phật, phát lên thêm cái nguyện mạnh cầu sanh cực lạc. Rồi chưa ăn chay được thì chăng thật phát tâm ăn chay. Đây là chuyển dưỡng lòng từ nên chăng thật làm đi. Bây giờ mình ăn chay được lợi ích, mình khỏe nè, mình đâu phải ốm ho gầy mòn, đâu có thiếu chất dinh dưỡng, thì tự nhiên mình phiên người người ta phát tâm. Mà nhiều người phát tâm ăn chay thì kiếp nạn này từ từ quá giải đi. Nhiều người tin sâu nhân quả thì hướng thiện, kiếp nạn này quá giải. Rồi á, tạo điều kiện cho ta tu, tặng máy nghe pháp, máy niệm Phật được, giới thiệu Pháp Môn Tịnh Độ ra, rồi dẫn người ta đến ngày chủ nhật cộng tu hay ngày lễ Viếng Quan Âm gì, dẫn ta đi đến đây tu. Quý vị rủ người đi tu, đây là đại công đại đức. Nên mỗi người dùng cái miệng này chăng thật làm việc đó. Nếu như dùng cái miệng này đi nói tầm bậy thì tội, nhưng dùng cái miệng này, dùng hơi sức này để mà đi rủ người ta tu, chỉ dẫn, rủ re người ta tu, thì vừa có cái tâm thiện này thì có phước liền. Cố gắng niệm Phật quý vị, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.